Chương trình luyện thi IELTS. IELTS là viết tắt của cụm từ International English Language Testing System, là hệ thống các bài kiểm tra khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh qua 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Đây được coi là tấm hộ chiếu vàng, là hành trang của các bạn học sinh, sinh viên có cơ hội nhận học bổng du học, phát triển công việc cũng như định cư ở những quốc gia phát triển hàng đầu thế giới. Cấu trúc đề thi IELTS. Bài thi IELTS gồm 4 phần: nghe, nói, đọc, viết. Học viên sẽ trải qua 3 giờ thi với nội dung và các loại hình thi khác nhau. Tự hào là một trong những trung tâm Anh ngữ hàng đầu Việt Nam, Ocean Edu giới thiệu chương trình luyện thi IELTS với 100% giáo viên nước ngoài, mang đến cho học viên những cơ hội quý giá, làm chủ tương lai và làm chủ cuộc sống. Khóa học luyện thi IELTS tại Ocean Edu với lộ trình học được xây dựng chuyên biệt, phù hợp với từng cấp độ, từ học viên mới làm quen IELTS đến học viên có nền tảng vững chắc muốn luyện thi chuyên sâu để phục vụ chứng chỉ, du học hay giảng dạy. Lộ trình học tập với 15 cấp độ từ cơ bản đến 8.5 IELTS, khóa học cung cấp cho học viên phương pháp, cách làm bài ưu việt cho từng dạng bài thi cụ thể. Chương trình học giúp tối ưu điểm thi, đồng thời phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết qua việc cọ sát liên tục bằng các bài thi thử, tăng cường khả năng phản xạ Anh ngữ, rèn luyện phong thái tự tin khi đối diện giám khảo chấm thi, dễ dàng chinh phục các mục tiêu IELTS. Với đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài, Ocean Edu hướng đến đem lại kết quả IELTS tốt nhất cho học viên với nội dung học bám sát, cập nhật liên tục theo mẫu đề thi mới nhất. Lộ trình học tại Ocean Edu mang tính cá nhân hóa, giúp học viên dễ dàng lựa chọn khóa học theo lộ trình và mục tiêu riêng. Phương pháp Test, Teach, Test. Học viên được luyện thi theo 2 unit và được giáo viên sửa bài liên tục, giáo viên cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết, các dạng đề thi và tips làm bài, tạo điều kiện để học viên làm quen, có kiến thức vững vàng để đạt điểm cao ở các kỳ thi của trường hay các kỳ thi quốc tế. Đặc biệt, Ocean Edu là một trong những đối tác lớn, đồng tổ chức các kỳ thi IELTS cùng tổ chức giáo dục IDP và British Council. Với bộ giáo trình từ các nhà xuất bản hàng đầu, chương trình luyện thi IELTS tại Ocean Edu đem đến nguồn học liệu phong phú từ ngân hàng tài liệu điện tử, kênh học tiếng Anh trực tuyến. Bên cạnh đó, Ocean Edu ứng dụng mạnh mẽ công nghệ khoa học tiên tiến trong quản lý đào tạo và học tập, giúp học viên dễ dàng tương tác với giáo viên và học tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi. Quy trình đăng ký luyện thi IELTS tại Ocean Edu. Bước 1. Đánh giá trình độ. Bước 2. Đánh giá và định hướng từ chuyên gia. Bước 3. Sắp xếp lớp học phù hợp. Bước 4. Hoàn thiện học phí. Ocean Edu thường xuyên tổ chức những cuộc thi lớn cùng các buổi talk show bổ ích với chia sẻ từ chuyên gia, bổ sung kiến thức, tips thi IELTS, đạt BEN cao và giúp truyền lửa cho học viên thêm yêu ngoại ngữ, tự tin, chinh phục IELTS. Với hơn 13 năm kinh nghiệm trong đào tạo ngoại ngữ, Ocean Edu đã trở thành một trong những tổ chức giáo dục tiếng Anh uy tín hàng đầu tại Việt Nam, với hệ thống đào tạo khắp các tỉnh thành trên cả nước và đào tạo thành công hơn 1 triệu học viên theo học các chương trình tiếng Anh. Ocean Edu đem đến cho học viên nền tảng tiếng Anh vững vàng, là hành trang cho những tiềm năng Việt mạnh mẽ vươn ra thế giới. Ocean Edu, thắp sáng tiềm năng của bạn.